sáng ngày 25 tháng 4, Đảng ủy phường Nam Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cùng dự có đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Ủy viên Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ phường Nam Sơn phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ 6 đề ra. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao hàng năm đều hoàn thành, hai tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên được thành lập mới theo tinh thần nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đảng bộ phường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 và trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2022. Nhiều chỉ tiêu về kinh tế xã hội hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ phường đề ra, nổi bật là thu ngân sách tăng 23%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,3%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,06%, tỷ suất sinh giảm 0,86%, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 0,41%, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 10 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ ổn định. Hội nghị thống nhất điều chỉnh bổ sung vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025 một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, văn hóa xã hội, Đảng bộ phấn đấu tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên quận giao, thành lập một chi bộ Đảng theo nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy, 88 đến 100% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa cấp quận đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025.